Em xin chào cả nhà, cùng toàn thể các bác gái cày trên mọi miền Tổ quốc thân yêu của em. Đang theo dõi kênh của em xin thành lòng cảm ơn các bác rất nhiều. Và để tiếp tục chương trình đi tìm cái cũ của người ta đem về làm cái mới cho mình. Và hôm nay đây, em lên cho các bác một con phố 3.000 các bác ạ. Một con phố 3.000, em báo giá luôn cho các bác biết là chủ nhà cần bán gấp ngay trong vòng nay và ngày mai. Vậy em lên luôn và em báo giá cho các bác để các bác biết cái tầm tiền là con phố 3.000 này là giá 57 triệu các bác nhé. 57 triệu. Đấy, các bác lấy ngay, riêng còn rẻ hơn sát vút. Có mọc đồng tốc, các bác ạ. Mọc 2m8, rộng 2m2, cao 1m5. Đó là mọc. Còn máy là đã độ, coi như tay lái trợ lực luôn các bác nhá. Đấy, xe thì nói chung trong tình trạng của cũng đã làm nhiều rồi, nhưng mà máy đang còn nguyên các bác ạ. Đây, đằng trước của em nó. Đây, phía này là bình. Đấy, thì hôm nay em cũng lên đấy cho các bác để các bác tham khảo cái giá tiền này. Nếu bác nào nhanh tay mua cái giá 57 triệu một đầu phố 3.000 nha, có trợ lực tay lái đời T6 các bác nhá. Đời T6 có mặt nhỏ, mặt đồng tốc. Đấy, thì các bác đem ngay cho em 0394 326 198. Em đã là người dắt các bác sang và lấy ngay về, bởi vì nó quá rẻ các bác ạ. Riêng cái mặt đã là 20 mấy triệu rồi. Đấy, tí nữa em sẽ review cái mặt cho các bác biết. Còn đây là ông chủ, ông đang còn để bình, bởi vì bình để lâu ngày. Đấy, là hết bình rồi các bác. Đấy, cho nên ông chủ đang còn rất nhiệt tình để đề cho em. Đấy, bao nổ các bác nhá, bao nổ luôn. Đấy. Đấy, ông chủ này rất nhỏ con và cũng rất chỉ là coi như là loài cu. Ông chủ này ông có mặc cái quần bò loài cu đó luôn này. Không sao các bác ạ, đời bé cày nó vui như thế. Đấy, tất cả chúng ta ai cũng vậy, vất vả các bác nhá. Đấy, thì thôi hôm nay thì cũng như thế, ai các bác cố gắng xem cái video này, ai mà cần. Cái này là hại giá thấp nhất các bác nhá. Đang còn kẹt luôn, đang kẹt tiền cái này. Đấy, em nó cần bán gấp luôn. Đấy, thì em lên ngay hôm nay cho các bác 57 triệu một cái đầu phô 3.000, có trợ lực tay lái đời thứ 6. Đây, các bác xem hết máy móc cho em nhé. Đấy, độ trợ lực tay lái đâu hả? Đấy, tất cả dàn cơ đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, tuy nó rườm rà một tí nhưng rất khỏe tới lại, phô 3.000. Đấy, em nó nói là độ lên máy 4.000 thì sao được các bác ạ. Đấy, các bác còn hên như vậy nữa đấy. Đấy, độ trợ lực tay lái luôn các bác nhé. Đấy, cầu trước vỏ, mọi cái đang còn rất chắc chắn. Các bác nếu như có nhu cầu mà cái tầm tiền này rất rẻ các bác. Đấy, em nó chúng mà đang kẹt tiền, em nó kêu em sang quay bán gấp ngay trong vòng hôm nay. Vậy em lên ngay và em cũng khẩn lời thay cho thay lời muốn nói em nó, mời các bác xem xong rồi các bác mua về có 50 mấy triệu các bác, 57 triệu. Rồi, đây là la răng của em nó, nói chung là la răng không có chùi rửa cho nên nó hơi cũ một tí. Đấy, vỏ thì nói chung là đây tiền nào của nấy các bác, nhưng mà nói chung là trong cái góc độ này là cần tiền các bác. Đấy, tất cả mọi cái đang còn khô rang hết các bác. Đấy, đấy, em soi ngay ở dưới này cho các bác xem luôn nhé. Đó, tất cả hệ thống thương hiệu rồi mã số. Đấy, đấy, đời T6 em đang tìm không biết ở đâu, nằm đâu. Đây các bác, đây đúng đời T6 các bác nhá. Đấy, đời cao luôn các bác. Đấy, đời cao độ trợ lực tay lái đây các bác. Đấy, nghe nói em mới làm lên máy 4.000 này các bác ạ. Máy vỏ 3.000 nhưng mà máy 4.000 này. Đấy, các bác mạnh lắm các bác. Tí em review cái mọt cho các bác xem luôn. Đấy, em đi ria sang bên này này,
Đấy, các bác cùng em xem bên này nhé. Đấy, bình đang sạc bình. Đấy, đề nhưng mà yếu bình không đề được các bác ạ. Để lâu quá các bác. Em rất mong các bác ai xuống tiền ngay mua ngay trong vòng ngày mai thì cái giá này. Vì em vẫn đang cần tiền trả ngân hàng. Nói thằng này như vậy em mới bán. Đấy. Có bình hơi tất cả các thứ thắng lắc kê đầy đủ các bác nhé. Đấy. Đó, tất cả cây gối vẫn đi làm bình thường. Đấy, nằm bên đường bỏ không luôn, không cần thiết nữa. Và bây giờ hôm nay cần gấp. Hôm trước cũng đây cái mọt đây các bác này. Hôm trước có kêu em lại rồi nhưng mà kêu là 75 triệu các bác nhé. Kêu 75 triệu. Nhưng hôm nay kẹt tiền. Đấy, kẹt tiền cần bán gấp ngay 57 triệu. Các bác. Đấy, mất 20 triệu luôn trong tầm tay. Đấy, đây mà đây mọt đồng tốc các bác nha. Rất tuyệt vời luôn cho các bác luôn, có cả mỏng luôn, 57 triệu. Đấy. Đấy, sẽ rất còn mù rùa rồi, tất cả đùi đĩa, tất cả những vuông vức luôn các bác nhé. Đấy. Xe không chui rửa, rất đẹp. Đấy. Đấy, rất chắc chắn, cắt số đàng hoàng các bác ạ. Đấy. Đấy. Đây các bác, mọt đẹp chưa? Đấy. 2m2 dài 3m, dài 3m2. Sexy đầy đủ, có cả ti bên mọc đôi. Đấy. Hai tầng nhíp, tất cả mọi láp đít đều to khủng khiếp để chịu tải. Dàn sexy cực kỳ đẹp của Hyundai. Đấy. Cầu 5 tấn rưỡi các bác nhé. Cầu 5 tấn rưỡi, 2 ti biên trợ lực. Mọi chi tiết các bác liên hệ ngay với em 0394 36 198. Đấy, riêng cái mọc không là đã là phải là 30 triệu rồi các bác. 30 triệu cái mọc rồi. Còn cái đầu có 20 triệu. 27 triệu nữa. Đấy, các bác tính được không? Đấy, đời T6. Em rất mong các bác xem qua video này. Các bác coi như là điện thoại cho em ngay. Và ngày mai, chỉ trong vòng ngày mai, trong vòng ngày mai là hết luôn cái giá yêu thương các bác nhé. Anh yêu thương yêu đại luôn. Đấy, bởi vì để lâu ngày quá bình nó hết các bác ạ. Đấy, mà điện 220 thì nó yếu, cho nên là đang còn sạc nãy giờ, chưa nổ được. Còn bao nổ luôn các bác. Đấy. Đấy, toàn bộ hệ thống mọt và đầu. Đấy, ti bên đều trợ lực tay lái rất gì là dễ, rất độ cho các bác hết rồi. Đấy, nhìn máy rất duy nhiên là hoành tráng. Đây toàn bộ giò gà trước các bác nhé. Đấy, giò gà trước rồi bên. Đấy, tất cả đời T6 lọc dầu, tất cả các thứ máy đang khô rang các bác. Nếu đời ơi có 57 triệu các bác. Vỏ tuy mòn nhưng vẫn đang xài rất tốt các bác nhé. Chưa có vấn đề gì, xe vẫn đang còn vẫn làm, vẫn đi làm về. Đấy. Đấy, vỏ bên này này, vỏ cái bên này. Đấy.
riêng coi như là do gà trước các bạn ạ, do gà trước. Đây tất cả đấy, số lốc máy tất cả các thứ đang nguyên xì, series đã qua thương hiệu của em đó. Đây tất cả từ phía ngoài nhìn ở bên phía góc trái đấy, và ông chủ xe vì giá cả nó không làm nữa các bác nhé. Đấy. Thì nói chung cũng nói thật với các bác là với một cái giá 57 triệu các bác ạ, cần bán gấp. Đấy. Hôm nay em lên video này bán giùm cho người em. Đấy, ở An Lập các bác ạ. Đấy. Cho nên không không còn cái nào rẻ hơn như cái này các bác. Đấy, rẻ hơn sát vụn. Em nói thật. Cái MBZ của cái ông ở bên này mà ông có bán cả có cái mọt chả có gì đâu mà cũng kêu coi như là 50 triệu. Đấy. Mà con này 57 triệu các bác thấy không? Đang gần ok làm có bình đầy đủ. Phô 4.000 lên máy 5.000. Đấy. À, phô 3.000 lên máy 4.000. Đấy, cho lực tới lái đời thế sao? Đấy. Các bác nếu như ai có nhu cầu điện ngay cho em 0394326198 trong vòng ngày mai và ngày mốt là chấm hết. Coi như là đấu giá hôm nay. Rồi em xin chào.